này em quên đeo kính, em chả nhìn thấy cái gì cả. Ồ, sao lại đeo kính? Sao bây giờ tao mới nghe được cái chuyện này nhỉ? Em cận mà, bình thường em vẫn đeo kính gấp tròng, nên em quên mất đi, anh chả quan tâm gì em. Mày thấy chưa? Không phải bọn tao vứt rác bừa bãi đâu. Ông Tuân chủ xóm trọ đối diện đấy. Chưa hết nhá, tao cho chúng mày xem clip tao quay tay. Anh Tuấn ơi, anh biến thái à? Anh kinh nó vừa thôi, hay lắm đấy bộ khoe. Tao nhịu mồm khổ quá. Cho mày xem clip chính tay tao quay này. Này. À, ông này xấu tính thật đấy. Hóa ra là hôm trước ông mới giống chìa khóa của em à, làm em đi tìm mãi. Mà anh Tuấn, anh quay được video hay sao anh không bảo em luôn đi, để em đỡ phải tìm. À, hôm đấy tao vội đi đón em Ngọc Anh, nên là tao quên. Hay là mọi người có gây thù chuốc oán gì với người ta để người ta trả thù không? Không, ai thù oán gì đâu. À mà Hiếu, hôm mày chả khen ông ấy giống diễn viên Hàn Quốc còn gì. Thế giống diễn viên Hàn Quốc thì có làm sao? À thì nó bảo ông ấy giống cái diễn viên gì à diễn viên Trông Giống Chó. Trông Giống Chó nghĩa là trông giống chó đấy. Anh Hiếu ơi, anh không bị ăn đập là may đấy. Thì tao trêu tí có gì đâu. Mà ông ấy không thù đến mức đấy đâu. Lúc mà tao trêu ấy còn vui vẻ, ông ấy còn trêu lại ông mà tao giống diễn viên gì nhỉ? À, giống gia súc này. Đấy, này còn thế mà. Người ta bảo anh là giống gia súc mà anh mới còn cười. Ô, chị ơi, ông kia sập át nhà mình kìa. Ý dạ, bảo sao vừa nãy em nấu cơm, tự nhiên bị nhảy át. Hóa ra là trò của ông này. Cái ông này quá đáng thật đấy. Cái gì cũng một vừa hai phải thôi. Hôm nay á, em phải cho ông đi một trận. Mọi người đi theo em. À quên, anh Hiếu, lên lấy gậy cho em. Đợi tí. Anh Tuấn, lên chuẩn bị cho em luôn một ít bông băng. Nhớ em đấm lão kia quá tay, lão còn có cái mà dùng. Ok. Hai đứa này, lên lấy linh đan cho chị. Nhớ đấm mà chưa đủ thì cho uống linh đan cho chừa. Vâng. Nhanh lên, tao đợi lâu lắm rồi đấy. Nhanh lên, chúng mày cứ liệu hồn đấy. Bố lao này. À cái con danh con này mà chán sống đấy à. Úi dồi ôi. Ông ấy là đồ chán sống nhá. Hôm nay tôi lành làm cá bữa là mua với ông luôn. Nhọn à, nhọn, quất nhọn. À thế à, để xem này ai cứu được mày. À, bỏ tao ra, bỏ ra, bỏ tao ra, bỏ ra, ôi, cái bỏ ra. À, ôi, bỏ tao ra. Ôi dồi, ôi dồi, giờ làm nào mày. Thôi, đuổi theo đi chứ còn làm nào nữa. Ôi, đuổi theo đi. Chạy theo. Này, chắc là con Dung bị bắt vào đây đấy. Ui, mày Bitcoin này nó ra nó bắt cả lũ à? Hả? Thế giờ làm thế nào? Thôi được rồi, cứ để xe đây đã. Nấp vào kia, nhanh. Bây giờ một đứa phải vào bên trong thám thính. Đứa nào xuống phòng? Ờ được, thầy Tuấn vào đi, xong ra báo cáo nhá. Ê, sao lại là tao? Thế mày giơ tay mày lại. Giơ đâu mà giơ. Ủa, cái tiền sư của nhà nghĩa trang mày dỗi hơi à hả? Đi vào thăm dò đi. Em cái gì mà em cấm cãi. Mày vào trong ấy dùng mỹ nhân kế xem tình hình nó thế nào rồi. Con trai ấy nó thương hoa tiếc ngọc, không dám làm gì mày đâu. Thật ra anh Tuấn? Chả thật thì không à? Đi đi, vào trong xem như nào. Rồi mình còn cứu cái Nhung nhá. Đi đi. Đi. Đi nhanh đi. Con này xem vào, xem vào. Ơ,
các anh. Người ta thương hoa tiếc ngọc, sao lại túm cổ chị Nhung đi? Em thấy cứ sai sai ấy. Thì người ta thấy hoa thấy ngọc thì người ta tiếc. Con Nhung với con Thảo nhà mình ấy, có phải hoa với ngọc đâu. Kiểu gì chán đấm. Eo ơi, các anh ác thật đấy. Ác cái gì? Cứ yên tâm, thằng Tuấn nó chuẩn bị sẵn bung băng ở nhà rồi. Có chuyện gì phát mang ra dùng luôn. Đâu? Đấy. Mày yên tâm, con Thảo ấy, nó là vua lì đòn ấy, chẳng sao đâu. Yêu hay không yêu, không yêu nói một lời. Bên nhau hay thôi, nói một lời thôi. Yêu hay không yêu nói một lời thôi. Nếu anh khó khăn hãy đi cầm đồ. Ai đấy? Mày tìm cái gì ở đây? Tao hỏi lại, mày tìm cái gì ở đây? Em bên dịch vụ dọn dẹp ạ. Em đến để lau nhà cho anh. Mẹ đến lau nhà à? Vâng, em lau nhà sạch lắm anh ạ. Mà nhá, bên em đang có chương trình gọi là lau một tặng một. Anh ơi, nếu như mà không có việc gì thì em xuống dưới nhà lau trước nhé. Đứng lại. Mày nhìn sàn nhà tao toàn xi măng thế này, mày lau kiểu gì? Chắc là em nhầm nhà đấy ạ. Em xin phép anh nhé. Anh ơi, em lau nhà thật mà, em không biết chị Nhung nào đâu, anh thả em ra đi. Anh ơi, anh thả em ra đi anh ơi. Em không biết chị Nhung đâu. Thế là biết hay không biết? Không biết sao gọi tên chị Nhung. Ô, này, chúng mày ơi, sao lâu thế nhỉ? Giờ có một cách để biết tại sao nó lại lâu như thế đấy. Cách gì? Bây giờ nha. Ừ. Mày vào trong xem nó thế nào, đi đi. Đi. Mày dở à? Mày đi mà vào. Ta vào nhỡ hẹo thì làm sao? Mày hay nhờ. Mày biết là hẹo mà mày còn đẩy tao vào. Ôi, em sợ lắm. Kìa, Tuyến, vào đi em. Ở cái chỗ này nhá, còn mỗi em là xinh gái nhất đấy. Đúng rồi. Hay thôi, mình đi báo công an đi. Thì bây giờ mày cũng phải vào bên trong để tìm cái bằng chứng là cái Nhung nó bị làm sao thì mình mới báo được công an chứ, đúng không? Đi vào đi. Có khi nhá, trong đấy cái Nhung với cái Thảo nó đang tiếp thị linh đan cho mày cũng nên đấy. Đội côn đồ người ta hay thích cái kiểu mà tăng cường sức mạnh mà. Đi đi, vào bán cho cả ổ côn đồ, có khi phát tài đấy. Thật đấy anh? Thật. Không. Ý của thằng Hiếu là không bao giờ nói phét mày nhá. Cứ mạnh dạn vào đi, cắm điện thoại vào, có gì báo ra ngoài cho bọn anh, nghe chưa? Mày yên tâm, mày xinh hơn con Thảo với cả con Nhung nhiều. Vào đấy là chúng nó không dám làm gì mày đâu, vào đi. Vâng, để em đi. Đi đi, còn gì nữa. Đi. Mày lại vào đây lau nhà. Vâng. Yến, đèn xi măng này, sao lại bảo vào lau nhà? Thì anh ấy hỏi là vào lau nhà. Em cuống quá nên mới bảo vâng. Bây giờ phải làm sao hả hai chị? Chị biết làm sao được. Mà sao cái lão chủ trọ nhở bên đối diện ấy nay nghe giọng lạ thế nhở? Chị chưa nhận ra à? Đây có phải là chủ xóm trọ bên cạnh đâu. Côn đồ phương nào ấy. Chị còn à? Đấy có phải ông chủ xóm trọ bên kia đường đâu. Do chị không đeo kính nên mới đánh nhầm người ta. Giờ chị em mình mới bị bắt vào đây đấy. Thế à? Mày ơi, tao lại thấy giống lần trước rồi. Hai cái đứa này chán thật ấy. Giờ như nào? Thì bây giờ mày vào đi chứ còn như nào nữa. Còn đâu. Thế thì oản nhá. Đứa nào thua đứa ấy vào. Một hai ba. Mày chết chưa? Biết thế thì vào trước luôn đấy, đỡ phải mất thời gian không? Đẹp thế nhỉ? Thì, nhưng mà tao vào đấy ấy, 3 phút mà không gọi điện ra thì mày phải nhớ vào cứu tao đấy nhá. Chứ không nó đấm vào cái mặt tao. Mặt tao đẹp trai này, hỏng nó phí. Nhá. Được rồi.
đi đi. Đó. Anh Tuấn ơi, sao anh ngu thế? Đây là sàn xi măng chứ không phải sàn gạch đâu mà bảo vào đây lau nhà. Chán anh thật đấy. Thế còn hai đứa mày đang làm gián điệp, sao tự nhiên vào đây làm con tin là thế nào? Bọn em cũng lau nhà. Ôi trời ơi. Mà anh Tuấn, thế anh Hiếu đâu? Nó đây này. Em vào lau nhà thật mà. Anh cứ để em lau đi. Kể cả nền xi măng em cũng lau được. Anh phải tin em chứ. Lươn khươn. Chúng mày đi đâu mà vẫn chưa vác mặt về? Lắc cái gì? Lúc tao vào nó hỏi tao là vào lâu nhà à? Tao trả vâng à. Thế là mọi người đi vào đây để cứu em à? Thì đi cứu mày đấy. Thế giờ mọi người định cứu em kiểu gì? Ai biết. Ôi ôi. Chúng mày là người của băng đảng tụt quần đúng không? Không ạ, bọn em sinh viên thôi. Rõ ràng là con kia đánh tao để trả đũa, mày còn cãi à? Anh ơi, không phải đâu anh, chẳng qua là em cận, nay em quên em không đeo kính, em mới đánh nhầm anh thôi. Mày giải thích cứ như giải thích ấy nhỉ? Chúng mày, tổng quân! Ôi dồi ôi, không phải tổng quân tao, tổng quốc bọn ló kia kìa. Chúng mày, tổng quốc. Đúng rồi, đúng chơi luôn rồi. Sướng vai cơ. Chiến đốt, chặt rồi. Ôi, sướng vai rồi. Ôi, chặt rồi. Ôi dồi ôi, hai cái thằng đòn này. Thế nào? Nhìn chúng mày có vẻ phê nhỉ? Dừng lại! Đặt nguội! Tuân tỷ! Sao tỷ bảo búc thợ làm neo cho muội mà chẳng thấy đâu? Thôi rồi, quả côn đồ bóng xà bang nhớt nhèo nhèo này được ấy chứ nhỉ? Hú hồn, tí thì đăng suốt khỏi xe vờ trái đất. Tỷ biết lỗi rồi. Anh ơi, tay nghề tẩm quất massage của anh được ấy. Được anh ạ. Em mời anh. Anh ơi, anh cho em hỏi khí không phải chứ. Sao anh ghét bọn em như thế mà hôm nay anh lại cứu bọn em ạ? Có phải là anh cứu bọn em về để anh hành tiếp cho nó sướng không ạ? Anh ghét chúng mày bao giờ? Anh lại còn trả vờ. Không ghét bọn em, tại sao anh sập cầu giao điện của bọn em? Không những thế nhá, anh còn rút chìa khóa giấu của bọn em. Thế không ghét thì là cái gì? Đấy là... Đạt à? Anh yên tâm, anh quen mấy đứa làm tốt lắm. Em yên tâm nhá, anh nhớ lịch mà. Thế nhá. Nhà này chập điện hay sao? Điện nhảy ghê thế nhở? Cứ sập cái A thì cho chắc, kẻo để cháy nhà thì chết. Và chúng nó xử lý sau. Mấy cái đứa này vô ý tứ thế nhở? Xe lại cắm sẵn chìa khóa. Này khác gì mời anh chơi. Vắng tanh. Rồi, cứ đúc vào đây cất cho chúng nó cho chắc. Alo. Đây, về luôn nhá.
ra là anh tốt như vậy anh ạ. Lần đầu tiên em thấy câu nói của các cụ không đúng đấy. Người ta bảo là nhìn mặt bắt hình dong. Trông mặt anh gian manh thế này mà anh tốt thật đấy. À, em nhầm. Còn cái vụ đổ rác nữa, chắc là anh cũng giúp bọn em đúng không? Anh thấy người ta dọn rác chỗ bọn em không sạch, anh cố tình anh vứt ra đấy để người ta chú ý, người ta phải dọn lại đúng không anh? Anh quá tốt anh ạ. Ai, anh tốt thật đấy. Không phải, cái chuyện vứt rác là anh ghét chúng mày, anh mới vứt đấy. Ai bảo chúng mày đơm đặt bên xóm trọ anh có ma, làm không khách nào dám đến ở cả. Anh Hiếu. Đâu? Tao có đồn xóm trọ anh Tuân có ma đâu, em không đồn. Em chỉ bảo là xóm trọ anh có người treo cổ. Đấy. Không phải có ma chắc thằng Tuân nó bảo đấy. Đấy, này, tao bảo thế bao giờ, hả? Tao chỉ bảo là xóm trọ anh Tuân có mấy người bất lương thôi chứ bảo có ma bao giờ. Thế tao không bảo, mày không bảo, thế đứa nào bảo? Con Thảo ấy. Này nhá, em thề với cả cái bóng đèn là em không bảo xóm trọ anh Tuân có ma. Em chỉ bảo mấy chị thuê phòng bên đấy là chủ trọ biến thái thôi. Cái gì? Anh ơi, anh cứ bình tĩnh đã. Thực ra là lúc chị Thảo nói thế, em cũng ngồi ở đấy, em cũng bênh, cũng thanh minh cho anh rồi mà. Thế mày thanh minh thế nào? Em bảo anh là biến thái, trước anh hay dình con gái trong xóm trọ tắm, nhưng mà anh bỏ lâu rồi. Thế thì được. Vì từ ngày anh lắp cam ở trong nhà tắm, anh không phải dình nữa, anh chỉ muốn xem thôi. Chúng mày. Ôi dồi ôi, anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Mọi người, tất cả là tại mọi người đấy nhá. Bình tĩnh anh ạ, không có, ôi dồi ôi.